lớn về thiết kế, tính năng cũng như giá tiền, một trong những sản phẩm thành công nhất của Apple trong những năm gần đây là AirPods, cặp tai nghe không dây lịch lãm hiện đang ngày càng trở nên phổ biến với người dùng iPhone. Các tin đồn mới cho thấy Apple đang có kế hoạch nâng cấp lớn cho sản phẩm này, với việc cải thiện các tính năng như chống nước và khử tiếng ồn. Theo một báo cáo mới từ Bloomberg, nhiều khả năng năm 2020 sẽ chứng kiến một thế hệ AirPods mới với thiết kế khác biệt và có giá cao hơn so với thế hệ hiện tại. Về mặt kỹ thuật Apple đã nâng cấp cho chiếc AirPods của mình trong năm nay, nhưng cũng giống như chu kỳ nâng cấp thường thấy của iPhone, thế hệ AirPods của năm 2019 không có khác biệt về thiết kế so với thế hệ trước. Tuy đã được nâng cấp về tính năng, AirPods của năm 2019 được bổ sung thêm chức năng hay Siri để gọi lên trợ lý ảo này và có thời lượng pin dài hơn. Ngoài ra, Apple cũng giới thiệu thêm hộp sạc không dây được bán kèm với giá 40 đô la Mỹ. Mua riêng hộp sạc này sẽ có giá 79 đô la Mỹ. Trong khi đó, theo nhà phân tích Ming-Chi Kuo. Phong cách nâng cấp tương tự như iPhone cũng sẽ được lặp lại với AirPods. Báo cáo mới của nhà phân tích này cho thấy, hai phiên bản AirPods mới sẽ được ra mắt trong quý 4 của năm 2019, trong đó có một phiên bản với thiết kế và mức giá tương tự như AirPods của năm 2019. Tuy nhiên, chưa rõ mức giá mà ông Kuo đề cập là mức 159 đô la Mỹ dành cho riêng AirPods hay 199 đô la Mỹ dành cho cả hộp sạc không dây. Ngoài ra, phiên bản AirPods còn lại sẽ có thiết kế hoàn toàn mới và mức giá cao hơn.